Từ loại vải cá chẽm, phế phẩm tưởng chừng bỏ đi, chàng sinh viên Lê Ngọc Biết lại nảy ra ý tưởng dùng nó để làm cánh hoa mai. Sau khi làm sạch với nhiều khâu xử lý, vải cá sẽ được nhuộm màu 2 lần trong vòng 48 tiếng để có được màu vàng như ý. Theo Biết, do vải cá có mùi tanh đặc trưng, thế nên việc làm sao khử được mùi hoàn toàn là vô cùng khó và mất nhiều thời gian. Để mà từ một cái vải cá tanh ở dưới nước mà ra thành một cái mai vải cá này mất hơn một tuần. Phải đến những cái chú mà bán cá ở dọc đường thì em mới đi xin cái vải về. Nhưng mà người ta không có để vải riêng cho mình. Cái vải này khi người ta làm cá là trộn chung với các phế phẩm khác, lòng cá, da cá, mang cá, máu cá. Nên em phải về em tách ra. Tách 5 kg phế phẩm rất là tanh hôi như vậy thì mới ra được gần 1 kg vải cá này thôi. Sau đó em mới bắt đầu đưa vào xử lý mùi tanh. Mỗi cái vải cá này là có một cái mùi tanh khác nhau, cho nên cái protein gây tanh khác nhau thì quá trình em xử lý để mà hết cái mùi tanh của từng loại cũng quy trình khác nhau, hóa chất khác nhau. Mà cái bước này là tốn nhiều chi phí nhất. 1 kg hóa chất xử lý cái mùi tanh này là mấy chục triệu lận. Để gắn kết từng cánh mai lại với nhau, Biết sử dụng loại keo nến. Cứ mỗi bông mai mất khoảng 30 giây để hoàn thành. Không khó, nhưng yêu cầu cần chính xác và tỉ mỉ để cánh hoa không bị lệch. Ngoài ra, khó khăn nhất cho người mới làm hoa mai là độ cong của vảy cá không như ý muốn. Khi phơi khô, vảy cá sẽ bị cong. Lúc đính lên, phải biết cách giữ và vuốt thẳng. Theo Biết, nhờ có sự hỗ trợ của nhà trường, thế nên dự án khởi nghiệp từ vảy cá của mình bước đầu đã thành công. Mình muốn tạo ra nhiều hơn nữa, để mà tạo ra nhiều hơn nữa việc làm thì Biết phải biến cái này thành một cái sản phẩm đặc trưng. Cái sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, nó ngoài cái giá trị về mỹ thuật thì nó còn cái giá trị về phong thủy nữa. Cho nên mình dùng tất cả những cái giá trị của nó để mà làm cho nó lên một cái hiệu ứng mạnh, bán được nhiều hàng hơn. Để mà cốt lõi là mình muốn tạo ra nhiều hơn nữa công việc làm cho người dân ở quê mình và các bạn ở khuyết tật. Hiện tại thì các bạn trên trung tâm lao động khuyết tật vẫn đang sản xuất cho Biết. Chúng tôi có những cái câu lạc bộ khởi nghiệp, có một cái khoản ngân sách đầu tư để dành cho những đề tài, những cái cuộc thi chẳng hạn như Business ID hoặc là những cái cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. Thông qua những cuộc thi đó thì chúng tôi sẽ có được những cái đề tài và chúng tôi sẽ đầu tư để cho sinh viên, từ đó sinh viên sẽ phát triển hơn và cũng là một cái gọi là nền tảng để những sinh viên khác tiếp bước. Và một trong những sản phẩm gần đây đó là sản phẩm khởi nghiệp của bạn sinh viên Lê Ngọc Biết. Mỗi chậu mai có giá dao động từ 250 đến 500 ngàn đồng tùy theo kích cỡ. Được biết, sau hoa mai chân Tết, Biết sẽ sáng tạo sản phẩm mới là hoa hồng làm từ vảy cá để bán vào dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 sắp tới.